quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Đắk Nông. Chương trình tối nay thứ tư ngày 9 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các cơ quan, ban, ngành Đắk Nông góp ý dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. kiên quyết cưỡng chế đối với các hộ dân lần chiếm đất trái phép tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cà Long. Khó khăn trong việc kiểm kê tại dự án khu đô thị mới số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Giang Nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 3, Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ trì buổi tọa đàm góp ý dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham dự buổi tòa đàm có ông Dương Khắc Mai, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội, các vị đại biểu quốc hội, lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh và một số sở ngành liên quan. Dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được các đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14 và hiện nay đang được chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu quốc hội các cơ quan của đảng quốc hội bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cơ quan tổ chức có liên quan việc xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự nhằm cụ thể đầy đủ trên cơ sở phân định rõ về vị trí vai trò chức năng của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bảo đảm đồng bộ thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn hiện nay đồng thời kịp thời tạo cơ sở pháp lý quy định về tổ chức hoạt động nhiệm vụ chế độ chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động của công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở việc xây dựng và ban hành luật còn để thực hiện sắp xếp bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng thống nhất kiện toàn tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2001, Quốc hội thông qua luật giao thông đường bộ và năm 2008 thông qua luật thay thế, tiếp tục điều chỉnh đồng thời ba lĩnh vực gồm: về trật tự an toàn giao thông, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ. Sau hơn 20 năm kể từ khi thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2001 và sau hơn 13 năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2008, đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Do thực tiễn đã có nhiều vận động, thay đổi, đòi hỏi khách quan phải ban hành những đạo luật mới thay thế, điều chỉnh từng lĩnh vực về hạ tầng, vận tải và trật tự an toàn giao thông. Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 không quy định đầy đủ cụ thể về các chế định bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan cần bổ sung, không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán, đồng bộ, chất là giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật. Do đó phải xây dựng ban hành các luật chuyên ngành để điều chỉnh từng lĩnh vực cụ thể. Vì vậy có sự đồng thuận rất cao về chủ trương tách luật này thành luật trật tự an toàn giao thông và luật đường bộ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các dự thảo luật nói trên trên cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn cử đối với luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đề nghị sửa đổi quy định về người tham gia phải có trình độ trung học cơ sở trở lên, cư trú ổn định 5 năm trở lên, cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, công an bán chuyên trách. Đối với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông thì nên quy định rõ chỉ lực lượng cảnh sát giao thông mới được dừng xe khi đang tham gia giao thông. Tất cả những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được công an tỉnh tổng hợp gửi về Bộ Công an để xem xét chỉnh lý trước khi trình quốc hội thông qua dự kiến vào tháng năm tới. Thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 3, đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021, gợi tắt là ban chỉ đạo 896. Tham sự hội nghị có các thành viên trong ban chỉ đạo, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo báo cáo của ban chỉ đạo 896 tỉnh Đắk Nông năm 2021, công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó đã điều tra làm rõ 301 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 96,47% riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 100%. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế tham nhũng được tăng cường. Công an tỉnh đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến 157 tỷ đồng, khởi tố bắt ra 15 đối tượng, phát hiện khởi tố 6 vụ, 12 bị can về hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ, khởi tố 10 vụ, 17 bị can về trật tự quản lý kinh tế. Vệ án ma túy đã khởi tố 145 vụ, 214 bị can về công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã được các lực lượng các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo kết quả năm 2021 đã thu hồi 279 súng tự chế các loại một khẩu súng quân dụng 6 khẩu súng hơi 498 viên đạn trì cùng nhiều vũ khí thô sơ các loại về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an Ủy ban mặt trận Tổ quốc các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp để thúc đẩy phong trào. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản ổn định và được giữ vững. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp trong triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội chưa được giải quyết dứt điểm. Tội phạm tuy giảm nhưng xuất hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần đề ra các giải pháp sát với thực tế, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Như dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã đạt thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 3, đoàn cưỡng chế liên ngành huyện Đắk Gờ Long phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiến hành công tác cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép tại Lâm Phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Đúng 8 giờ sáng, đoàn cưỡng chế liên ngành của huyện Đắc Gờ Long đã có mặt tại hiện trường ở tiểu khu 1659 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, đây là địa điểm là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm đất rừng trái phép nhiều năm qua. Sau khi thực hiện mọi thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, đoàn đã tiến hành tháo dỡ láng trại, nhà cửa, chuồng trại và các cây trồng người dân canh tác trái phép thời gian qua. Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động và thông báo hành vi vi phạm, tuy nhiên có nhiều hộ gia đình vẫn không chấp hành theo thông báo và tại thời điểm cưỡng chế đã có hành vi chống đối khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy vậy, để bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đoàn cử chế vừa kết hợp tuyên truyền, vận động, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về góc độ quản lý của địa phương, thì xã cũng đã vào cuộc, đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính. Rồi những cái trường hợp mà phát hiện sớm thì xử lý ngay từ ban đầu hình thành, thì cũng hạn chế bớt một phần nào còn những cái hồ sơ mà chuyển lên huyện thì sắp tới ủy ban dân huyện sẽ à, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp các hậu quả để mà cưỡng chế thu hồi và xử lý các vi phạm đó và đưa cái việc quản lý đất đai cũng như là quản lý đất à, dọc quốc lộ 28 rồi tỉnh lộ 6 thì vào cái khuôn khổ. Đó. À để chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trên địa bàn của xã trong thời gian sắp tới nhằm hạn chế việc là vi phạm pháp luật về đất đai cũng như là quản lý bảo vệ rừng trong thời gian sắp tới. Được biết diện tích thực hiện cưỡng chế lần này là 35,41 ha với tổng số 100 hộ dân lớn chiếm. Trước mắt đoàn sẽ thực hiện cưỡng chế đối với 15 trường hợp tại tiểu khu 1659 và 1647. Trong đó hộ nhiều nhất với diện tích sắp xỉ 6.000 m2. Đây là diện tích đất nằm trong 162 hectare rừng và đất rừng giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại nguyên vụ quản lý bảo vệ từ năm 2016. Tuy nhiên, doanh nghiệp này quản lý không tốt để nhiều người dân lấn chiếm. Sau cưỡng chế, diện tích đất này sẽ được giao về cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý và bảo vệ để tránh tái lấn chiếm trong thời gian tới. Không phải là riêng địa bàn Quảng Sơn, thì tất cả các xã địa phương trên địa bàn của huyện này chúng tôi đang tập trung để chỉ đạo các địa phương ra xóa lại, đấy toàn bộ cái diện tích rừng và đất rừng, nhất là đất rừng thôi, hiện nay chỉ còn đất rừng thôi. thì chúng tôi tập trung cái công tác tuyên truyền vận động để yêu cầu người dân giao trả lại. và cùng với khu vực này, nếu như người dân không giao trả thì chúng tôi kiên quyết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và kiên quyết à, xử lý à, và cưỡng chế để thu hồi lại các cái diện tích đất để giao lại cho các cái chủ rừng tiến hành trồng rừng. nếu như là À, quy hoạch ba loài rừng thì chúng tôi tiến hành trong rừng. À, đấy là một số các nội dung như thế và quan điểm của huyện thì chúng tôi kiên quyết để xử lý. Diện tích mà người dân lấn chiếm chủ yếu tập trung ở dọc quốc lộ 28, khu vực rừng thông thuộc địa phận thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn. Đây là điểm nóng trên địa bàn huyện về tình trạng mua bán trái phép, tranh chấp và lấn chiếm đất rừng nhiều năm qua, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự địa phương, gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng và quản lý dân cư cho các ngành chức năng của huyện và chính quyền địa phương. Vì vậy việc thực hiện cưỡng chế của huyện Đắk Cờ Long lần này không chỉ là việc làm quyết liệt nhằm hướng tới giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm đất rừng tại địa phương mà còn tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Theo như tôi thì luật pháp của nhà nước thì mình là người dân phải nên chấp hành, chứ mình không nên phản ứng cái, cái, cái việc của, của nhà nước theo ý của tôi là như thế được biết thời gian thực hiện cưỡng chế các hộ dân lớn chiếm đất rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý lần này sẽ diễn ra đến ngày 23 tháng 3 tới. Sau đợt này đoàn sẽ tiến hành thống kê, rà soát và tiếp tục xử lý đối với diện tích đất bị lớn chiếm còn lại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3 năm 1975 đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng đó là quân và dân ta đã nổ súng tiến công và giải phóng quận lị Đức Lập, nên là huyện Đắc Minh mở đầu cho trận then chốt tiến công giải phóng Bô Mơ Thuật tạo một bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch Tây Nguyên và cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Sau 47 năm giải phóng, ngày 9 tháng 3 năm 1975, ngày 9 tháng 3 năm 2022, Đắc Minh đang từng ngày phát triển, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đắc Minh đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng địa phương đạt các tiêu chí của thị xã Đức Lập trong tương lai. Đắc Minh tự hào là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng. Từ những năm 1940, nhà ngục Đắc Minh do thực dân Pháp xây dựng tại xã Đắc Lao để đề ải những chiến sĩ cách mạng. Di tích lịch sử quốc gia nhà ngục Đắc Minh là nhân chứng phơi bày tội ác của thực dân Pháp, đồng thời tỏa sáng tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm, trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Với công vị là cựu chiến binh, cũng đại diện cho các thế hệ của cựu chiến binh, thì chúng tôi cũng hàng năm thường xuyên cũng giáo dục với các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của các đồng chí đi trước và cũng cho uh, các thế hệ trẻ đặc biệt là các cháu các thanh niên thiếu niên để thăm lại cái di tích lịch sử để ôn lại cái truyền thống hào hùng của uh, dân tộc cha anh chúng ta phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông lực lượng vũ trang huyện Đắc Minh không ngừng khắc phục khó khăn thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của ngành của lực lượng quân sự tỉnh ban chỉ huy quân sự huyện Đắc Minh đã quyết tâm thực hiện tốt các khâu đột phá nhất là tập trung vào thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tùy vào thời điểm phù hợp mà ban chỉ huy quân sự huyện lựa chọn phát động phong trào thi đua phù hợp. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự hăng hái thi đua, xung kích sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã xây dựng quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ tổ chức quán triệt và xác định tốt quyết tâm. Từ đó, cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kép, đặc biệt là nhiệm vụ tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ đã có cái quyết tâm cao khi từng cán bộ được phân công thực hiện các nhiệm vụ đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Bám sát mục tiêu, định hướng và những giải pháp mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đắc Minh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua. Cấp ủy, chính quyền huyện Đắc Minh đang tích cực triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đảng bộ huyện Đắc Minh xác định hai nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gồm hoàn thành các tiêu chí, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới cùng với việc huy động nguồn lực trong dân để xây dựng địa phương. Đắc Minh sẽ đẩy mạnh kêu gọi thuốc đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế. Ban thường vụ huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị có liên quan là tiếp tục cắt giảm tối đa thực hiện các cái thủ tục hành chính công khai, minh bạch, giải trình rõ ràng, thuyết phục các cái chủ trương, chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, rồi đẩy mạnh hỗ trợ để khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, để giải quyết kịp thời các cái khó khăn, để vướng mắt, kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng chức năng, à, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan đơn vị, đồng thời là chỉ đạo để mạnh thú đầu tư, là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt để thúc đẩy sản xuất, để kinh doanh phát triển, tập trung các cái nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, ưu tiên thực hiện đầu tư các cái công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng đô thị rồi nhất là đầu tư các cái tuyến đường kết nối đô thị để cụm công nghiệp Thuận An rồi đồng thời khuyến khích các cái tập đoàn công ty khởi công các cái dự án với sức mạnh tinh thần chiến thắng đức lập với sự đoàn kết ý chí tự lực tự cường phát huy các thế mạnh và các nguồn lực đảng bộ huyện Đắc Minh đã và đang lãnh đạo nhân dân các dân tộc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 15 đề ra Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị mới số 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Hà Nội làm chủ đầu tư có diện tích 56,33 ha nằm trên địa bàn phường Nghĩa Trung, thành phố Giang Nghĩa. Tuy nhiên hiện nay phần lớn các hộ dân có đất và nhà nằm trong dự án không phối hợp, thậm chí là lập cả nhóm Zalo để vận động, kêu gọi mọi người bất hợp tác, không để ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Giang Nghĩa tiến hành việc kiểm kê. để thực hiện dự án khu đô thị mới số 3, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Nghĩa đã tổ chức họp các hộ dân trong vùng dự án để phổ biến những nội dung gồm thông báo thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm kết hợp với công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương. Nhưng đến nay, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Sa Nghĩa mới chỉ tiến hành kiểm kê được 70 hộ trên 426 hộ. Các hộ đồng ý cho đoàn kiểm kê đều bày tỏ mong muốn được tái định cư tại chỗ, sẵn sàng bàn giao đất đai, nhà cửa để chủ đầu tư sớm thực hiện dự án vì sự phát triển chung của thành phố Giang Nghĩa trong tương lai. Giải lô bên này á, là con gái tôi, còn cái lô bên kia là lô một lô của tôi, một lô của con trai. Toàn dân ở đây ai cũng muốn là tái định cư tại chỗ, giao đất giao rồi cho nhà nước đồng hành. Sau 10 năm lao động cật lực dành dụm được một số tiền, anh Công mua được lô đất có diện tích hơn 300m2 để làm nhà. Nhưng nay khu đất trên nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị mới số 3. Sẵn sàng tạo điều kiện cho đoàn công tác của thành phố Sa Nghĩa kiểm đếm, anh Công chỉ mong sao số tiền đền bù đủ cho anh mua một lô đất khác để an cư lập nghiệp. Sau khi mà nghe cái cái thông tin gì đất của mình nó bị quy hoạch đó thì thực ra thì cũng rất buồn nhưng mà cũng cũng phải rất chấp hành theo cái cái chỉ đạo chung của ban quản lý dự án nhà nước thì cũng như cái những cái quy định của nhà nước mình đặt ra thì cũng mong muốn làm sao mà để sau khi cái quy hoạch này thì bên ban quản lý cũng như bên nhà nước mình thì cũng có cái giá cả để cho nó nó phù hợp hoặc là để bố trí một lô nào đó để tái định cư có chỗ ở rồi an cư lạc nghiệp Dự án khu đô thị mới số 3 có diện tích 56,33 ha với 426 hộ có đất và nhà ở nằm trong dự án. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến nay, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Sa Nghĩa đã tiến hành kiểm kê đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc và cây trồng trên đất đối với 150 hộ nhưng chỉ có 70 hộ đồng ý cho kiểm kê, số còn lại phản đối, không hợp tác vì cho rằng giá đền bù thấp và không đồng ý chủ trương thực hiện dự án cái giá đền bù như thế nào rồi tái định cư bố trí lại cho người ta ở đâu rồi khi mà bố trí lại thì bán giá nào khi lấy thì giá nào thì cứ phải có người đứng ra chịu trách nhiệm trả lời với dân cái đó một số hộ dân mặc dù đã được ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Sa Nghĩa thông báo thời gian kiểm đếm nhưng đã cố tình vắng mặt số khác tham gia vào nhóm Zalo để kêu gọi mọi người không hợp tác với lực lượng chức năng điều đó đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng À, nay à, bên chỗ em có cái lịch kỳ về kiểm kê chỗ thửa đất của anh cũng nằm ở khu số 3 phường mỹ trung á anh. Dạ. Này bên anh, anh, anh. Uh, nay thửa đất của anh đã đến lịch tụi em kiểm kê á. Thì có gì là anh anh có thể anh tạo được kiện anh ra thửa đất anh. Bạn ơi, hôm, hôm, hôm bữa mình đã nói chuyện với một bạn cách đây khoảng ba ngày mình cũng nói chuyện rồi. Dạ dạ. Ừ có một bạn bên chỗ bạn cũng điện thoại cho mình rồi. Dạ. Ừ. Là, là tình hình là, là là cái đất của mình á là khi nào có văn bản đầy đủ các thứ với lại uh, chỗ mình thì mình nói chuyện là phải hỗ trợ tái định cư thì mình mới đồng ý. Dạ. Yeah. Theo kế hoạch của Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thành phố Sa Nghĩa, công tác kiểm đếm sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 3 tới đây. Đối với các trường hợp không chấp hành, ủy ban dân thành phố sa nghĩa sẽ phối hợp với ủy ban dân phường nghĩa trung tiến hành vận động tuyên truyền các chủ trương chính sách liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án tổng qua dự án thông tin về chủ đầu tư thời gian hoạt động tác động và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án chế độ chính sách giải phóng mặt bằng qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng giải quyết những yêu cầu kiến nghị chính đáng của người dân trong vùng dự án kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất với tỉnh những biện pháp giải quyết không để xảy ra tình trạng khiếu kiện cản trở ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.